Thưa quý vị, trở lại với phần tin buổi tối là các bản tin Việt Nam. Bộ Xây dựng đưa ra đề xuất khuyến khích người nước ngoài mua bất động sản du lịch tại Việt Nam. Vấn đề quan ngại người Trung Quốc sở hữu nhiều diện tích đất đai và bất động sản tại những khu vực đắc địa của Việt Nam vừa được Bộ Quốc phòng nêu ra cách đây không lâu, thì nay Bộ Xây dựng Cộng sản Việt Nam lại muốn cho người nước ngoài mua bất động sản du lịch nhằm kích thích sự phát triển thị trường bất động sản trong nước. Đó là thông tin do truyền thông quốc nội loan đi hôm 18 tháng 6. Theo đó, Bộ Xây dựng Cộng sản Việt Nam muốn bổ sung luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản năm 2014, theo hướng tăng số lượng nhà ở mà tổ chức hay cá nhân nước ngoài được phép sở hữu tại Việt Nam. Tuyên bố này ngay lập tức gây tranh cãi, bởi khi đó Việt Nam sẽ đối diện với nhiều rủi ro. Điều đáng lưu ý là có cả rủi ro về vấn đề an ninh quốc phòng. Được biết hiện nay, Đà Nẵng là nơi mà đất đai bị người Trung Quốc thâu tóm nhiều nhất. Bản tin tiếp theo cập nhật vụ công ty Tenma có liên quan đến việc nhận hối lộ của các quan chức Việt Nam. 11 cán bộ hải quan Việt Nam vừa được phục hồi công việc sau khi bị cho tạm nghỉ vì có liên quan đến vụ nhận hối lộ hơn 5 tỷ đồng của công ty Nhật Bản Tenma. Theo lãnh đạo hải quan Việt Nam thì quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh cho tới nay cơ quan điều tra vẫn chưa có căn cứ để xác định có hối lộ hay không như cáo buộc từ phía Nhật Bản. Được biết, 11 cán bộ này bao gồm Cục trưởng Hải quan Bắc Ninh Trần Thành Tô, 5 cán bộ cấp dưới và các viên chức thuộc Cục Thuế Bắc Ninh, thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh. Mọi người đã bị đình chỉ công tác 15 ngày kể từ 26 tháng 5. Trước đó, vào hôm 11 tháng 5, một số hãng tin của Nhật Bản tường thuật rằng công ty Tenma tại Nhật Bản đã khai nhận với công tố viên ở Tokyo rằng công ty con của họ là Tenma Việt Nam có trụ sở ở Bắc Ninh, đã hối lộ hơn 5 tỷ đồng cho một số quan chức địa phương. Tin cho hay Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng đã có những trao đổi với phía Nhật Bản về vụ này. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Bắc Ninh thì lại cho biết, điều tra ban đầu của Công an địa phương được cho là chưa thấy vấn đề gì bất thường. Công ty Tenma Việt Nam bắt đầu đầu tư tại Bắc Ninh từ năm 2007, chuyên về lĩnh vực linh kiện đúc nhựa, lắp ráp và khuôn đúc. Việt Nam đàm phán nhập cảnh lại du khách Trung Quốc, Nam Hàn và Nhật Bản. Việt Nam đang đàm phán việc cho nhập cảnh trở lại du khách từ Trung Quốc, Nam Hàn và Nhật Bản sau thời gian áp dụng quy định hạn chế nhập cảnh du khách nước ngoài vì đại dịch COVID-19. Đó là thông tin do Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam loan đi hôm 18 tháng 6. Theo đó, trước mắt Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, các nhà quản lý của các quốc gia trên quay trở lại Việt Nam, cũng như thực tập sinh, lao động Việt Nam đi các nước trên làm việc. Được biết, có khoảng 1.000 lao động Trung Quốc sẽ vào Việt Nam trong tháng này để làm việc tại Quảng Ngãi. Việt Nam sẽ tổ chức nhiều đoàn tàu riêng để vận chuyển những lao động Trung Quốc này từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đến khu công nghiệp Dung Quốc, sau đó sẽ cách ly các lao động này theo quy định. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 18 tháng 6 cho biết Nhật Bản sẽ nới lỏng các hạn chế nhập cảnh đối với những người đến từ Úc, New Zealand, Thái Lan và Việt Nam. Trong một diễn biến khác, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế vừa ra thông báo nói rằng các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam vẫn không được phép chở cả hành khách lẫn hàng hóa. Thông báo này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 6 cho đến 16 tháng 9, được cho là đi ngược với dự tính của ngành hàng không Việt Nam. Website phim lậu lớn nhất Việt Nam đã bị ngăn chặn. Website phim mới chuyên đăng tải phim lậu với lượt truy cập hơn 100 triệu lượt mỗi tháng, hiện không thể truy cập từ Việt Nam. Theo ghi nhận thì bắt đầu từ ngày 17 tháng 6, người dùng đã không thể truy cập vào trang web này. Trên fanpage chính thức, công ty đứng sau website này thừa nhận việc truy cập gặp nhiều khó khăn và đồng thời đề nghị người dùng vào một tên miền phụ để tiếp tục xem phim. Một chuyên gia về IT cho biết nếu như tên miền chính không hoạt động mà người dùng vẫn xem phim thông qua tên miền phụ thì nhiều khả năng website này đang bị các nhà mạng tại Việt Nam chặn tên miền. Hiện tại, nhà cung cấp dịch vụ Internet như là VNPT và Viettel vẫn chưa bình luận gì về vụ việc này. Được biết phim mới là website xem phim lớn nhất tại Việt Nam. Tên miền của trang này được ghi danh hoạt động từ năm 2012 và có thời hạn đến năm 2025. Thống kê của SimilarWeb cho thấy website này đạt 60 triệu lượt truy cập trong tháng 5. Có nhiều tháng, lượng truy cập đạt hơn 100 triệu và nằm trong top 10 website được truy cập nhiều nhất tại Việt Nam.
Tuy nhiên, nội dung trên trang này hầu hết đều là phim lậu. Trang này cũng đã nhiều lần được cho là đã phải xóa các bộ phim được đăng tải vì lý do bản quyền. Thưa quý vị, tài tử Jamie Foxx được chọn thủ vai võ sĩ quyền Anh Mike Tyson. Bộ phim có nội dung nói về cuộc đời của võ sĩ quyền Anh Hoa Kỳ Mike Tyson hiện đang sắp sửa được bấm máy với vai chính giao cho nam diễn viên nổi tiếng Hollywood Jamie Foxx, người từng đoạt giải Oscar. Trong buổi phỏng vấn trực tiếp trên mạng xã hội Instagram, Jamie Foxx đã chính thức đập tan mọi lời đồn đoán. Anh đã được chọn vào vai Mike Tyson từ năm 2014, tuy nhiên tiến trình làm phim lại bị trì hoãn suốt 6 năm. Để chuẩn bị cho vai diễn này, Jamie Foxx đã phải tập luyện vô cùng cực khổ. Diện mạo mới cũng được nam diễn viên chia sẻ đến người hâm mộ trên tài khoản của mình. Jamie Foxx chắc chắn rằng nếu như xuất hiện trên đường, sẽ có nhiều người tưởng anh là Mike Tyson. Trong khi đó, thì ca sĩ Kindrom Bryan đã được một công ty băng đĩa ký hợp đồng. Một ca sĩ trẻ tuổi đang theo đuổi dòng nhạc thánh ca Kindrom Bryan, người từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội trong vài ngày trở lại đây, đã vừa may mắn ký hợp đồng với một công ty băng đĩa. Sau khi xuất hiện trên mạng lưới điện toán toàn cầu, bài hát I Just Wanna Live của Kindrom Bryan đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người do nội dung có nhắc tới cái chết của George Floyd. Nhân ngày Juneteenth 19 tháng 6, công ty Warner Records đã chính thức phát hành nhạc phẩm này. Toàn bộ lợi nhuận sẽ được quyên tặng cho tổ chức hỗ trợ người da màu NAACP. Ca sĩ Kindrom Bryan đến từ tiểu bang Florida, ngoài ra còn được mời lên chương trình hội luận của Ellen DeGeneres. Những người hâm mộ khác của anh còn có LeBron James và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin buổi tối ngày hôm nay cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.